Trận đấu sẽ tiếp tục lại. Vâng, các con hàng đã chuẩn bị một cách khá kỹ lưỡng trong ngày hôm nay. Vâng, các bạn hãy chào khán giả nào. Say hello. Vâng, vẫn thì thấy con chim bên cột. Vâng, cho nó bắt đầu. Vâng, vâng. Vâng, thằng lửa, thằng băng, nếu bên nào thắng đây. Giờ này giá điện với giá nước đều tăng nên không biết nào thắng hết. Vâng. Diễn biến đầu tiên khá căng thẳng. Băng đang dịch thằng lửa khá khá ghê. Vâng, vẫn là chiêu bóp cặt của anh chiến công. Vâng, anh móc phèo phục găng tè le hụt me hết ghê quá. Rồi rồi, vâng, anh móc cái hàng nha, cái hàng của anh khá dài. Vâng. À, đối thủ là người gây bắn tinh một dãy khá lớn. Vâng, X-Ray. Vâng, cái này có thể kết thúc trận đấu. Wow, what the hell? Còn biết chết con mẹ đi. Rồi xong, anh đã bị bóp trái, đúng nghĩa bóp chữ bóp trái. Rồi, đánh đầu, ghi bàn, rồi găng gúng gớt hết ghê quá. Vâng, một không cho là người gây. Mặt thua cục của chim bến cục, mặt gứt tê đi xong. Vâng, vẫn là chiêu tè tè út ra quần để trượt tới hiếp dâm đối thủ của Lanh được gây. Vâng, đối thủ chiến cục đang có chút gọi là biến động về tâm lý. Vẫn là chiêu con ấy khá khó chịu. Ây à, nấu ăn rất căng thẳng như vậy. Vâng, đối thủ chim bên cục cũng chơi chiêu ngọn lửa cao nguyên để thiêu chim của anh Lan gây. Đẹp rồi, thôi người nó đã có kết quả. Vâng, một điều cho chim bên cục. Vâng, hãy nhìn nào. Hello 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 khán giả các bạn. Vâng, mặt đội quần của Lan đã xuất hiện. Vâng, cùng má anh ơi, anh chơi về xong quá cái đích anh dính trên màn hình vậy. Oh, what the hell. Vâng, nãy đạp ngay ngực của anh Landergay khá đau. Nữa nè. Lượng máu là khá đáng kể. Vâng, anh ấy đang xài combo. Ngay hậu có một cái lan, có một cây hàng khá dài. Rồi, khá nguy hiểm đi nấu ngày hôm nay. Vâng, cũng là chiêu quá, đáy trong quần của Lan. Rất nguy hiểm rồi, cùng thắng đang thực về chi bến cục. Ủa, căng thẳng cái gì? À, sẽ thắng đây, vâng, rồi lại Lan. Vâng, phút 90. Mặt tệ hại của Lan. Cái mặt đầy quan hệ. Chào khán giả bạn nhé. Mặt rất là hãm tài. Phần này giải trí bánh cục với game bánh mông nào. Ở đây là sau cái nỗi nhục của Lan và phí địch him. Wow, năm chí mẹ đã rồi. Vâng, chị tha ghê. Vâng, hôm nay đã thắng. No. Vâng, vẫn là điều giải trí bên cục. Hey. Đây, đây là